Dạ, em xin chào mọi người. Em tên là Ân, là founder của Wordsmile. Wordsmile là nền tảng giúp cho mọi người học giỏi hơn. Mình đến đây để gửi vốn để giúp cho mọi người học vừa giỏi vừa ngầu. Thì mình có ý tưởng này từ năm 2018. Lúc đó là mình làm công ty phần mềm đa quốc gia, thì không phải là mình không biết ngoại ngữ, nhưng mà mỗi khi mà nghe nói đọc viết thì mình phải tra từ vựng rất là nhiều mỗi ngày, năm này qua năm khác, và rất là tốn thời gian. Mình nói chuyện với một anh rất là giỏi thì anh nói là năm nay mà anh không có cải thiện ngoại ngữ thì coi như anh hết thời rồi. Thì cho nên đó là vấn đề không của riêng mình, có hơn 1,5 tỷ người đang gặp vấn đề này. Đa số các app đều không có tập trung vào kết quả thực tế của người học, nội dung gò bó, hoặc là người học rất là hay quên, thậm chí app tốt một chút thì ta dùng xong một chút thì sẽ chán. Theo thống kê, Việt Nam có hơn 30% các bạn sinh viên không ra trường được vì thiếu khả năng ngoại ngữ. Cho nên mình và các cộng sự gồm có giáo sư học thuật nghĩ ra giải pháp cho tốt hơn những vấn đề này. Wordsmile được tạo ra như một giải pháp nền tảng hỗ trợ học tập trọn đời, giúp ghi nhớ nhanh với 4 giải pháp. Giải pháp thứ nhất, công cụ dịch hỗ trợ hơn 100 ngôn ngữ, và bạn có thể tra, sách, video và ebook. Sau đó bạn có thể ghi chú lại định nghĩa riêng và lưu nó, app sẽ dùng thuật toán để giúp bạn ghi nhớ lâu hơn. Và thứ hai là công cụ AI hỗ trợ học để học có nội dung mình muốn theo thời gian mình muốn. Thứ ba là chatbot dạy kèm được xây dựng generative AI thiết kế riêng cho việc học. Thứ tư là mạng xã hội để kết nối người học với nhau, thì có thể là chơi game hoặc là học với tất cả người dùng trên thế giới cùng lúc luôn. Thì sau đó Wordsmile giúp cho giáo viên dạy tốt hơn và giúp cho những người dùng luyện thi chứng chỉ đa ngành và học tốt hơn, và các bé đọc sách ngoại văn dễ hơn. Thì tất cả các giải pháp của Wordsmile được xây dựng trên công nghệ lõi AI và sẽ đến nguồn tự nhiên. Thì Wordsmile bán gói premium cho người dùng B2C và các gói khác nhau cho người dùng B2B và B2C. Thì sau khi ra mắt, Wordsmile đạt 300% tăng trưởng, và trong đó 90% là người dùng tự nhiên, và đã hỗ trợ hơn sinh viên hơn 20 trường ở Bắc Trung Nam khác nhau, và được các tổ chức ở Philippines, Việt Nam, Thái Lan tài trợ, và Wordsmile đóng góp vào SDG 4 và 10. Thì các đội ngũ của chúng tôi thì đam mê, và như một nhà đầu tư của Wordsmile từng nói á, nếu như mà các bé dùng Wordsmile ngay từ nhỏ thì sau này lớn lên thế giới quan của bé ngày càng mở rộng, thì điều đó rất là tuyệt vời. Xin cảm ơn.